Này tắt từ trưa rồi không nhóm vào. Tí bác nồi lên này xong đi tí mình rửa. Rồi nước rửa tí rửa thịt. Này xào món măng khô. Xin chào tất cả các bạn nhé. Chào mừng các bạn đến với bản sắc dân tộc của vợ chồng mình. Các bạn ạ, hôm nay đã là mùa năm Tết rồi. Thì cái thịt này thì mình là những cái video ở những video trước nữa thì mình vợ chồng mình làm một cái video để làm cái thịt, đây là thịt ướp muối xong mình ướp mấy ngày xong mình rửa sạch mình treo lên để gác bếp này các bạn này. Đó, đây là chỗ này đấy. Hôm nay mình vợ chồng mình sẽ làm cái món thịt gác bếp xào với măng khô. Mấy hôm từ Tết không ăn thịt lợn, toàn ăn thịt gà thôi các bạn ạ. Ăn thịt gà với cả những cái món nem vô vẩn thôi, giò giết các kiểu thôi. Còn cái món thịt lợn này từ Tết giờ chưa ăn hôm nào sao ấy. Từ mấy hôm Tết đấy. Bây giờ đang bắc một nồi nước lên để tí nữa mình lấy về mình rửa qua cho nó sạch các bạn ạ. Rửa về tí về xào măng khô. Về đây Tuấn ơi, về đây với mẹ, hồi mẹ rửa măng con. Măng này đang ngâm rồi. Cái măng này luộc đi luộc lại các bạn ạ. Đây này. Mình luộc mấy lần rồi đấy. Vừa ngâm vừa luộc đấy. Nó mềm nở hết ra hết rồi này, hết đài đi rồi. Bây giờ mình lấy rửa đi tí mình lấy về xào. Cái này mình đã thái sẵn rồi, đây là măng khô đấy các bạn ạ. Măng khô mua trước Tết nhưng mà mình ngâm từ hôm qua các bạn nhỉ. Vâng. Ăn gì đấy, nho khô á? Mặt đang xì lắm. Mặt đi đâu về nhám nhuốc kia không biết rửa đi. Về hộ mẹ rửa đi. Con biết rửa măng khô không? Ừ. Ăn này à? Ăn đâu, bố xem nào, bố cho bố miếng thế nào. Đi. Cho bố miếng ăn thấy ngon không? Đâu. Đây là nho khô phải không? Chẳng ngon tí nào. Ngon mà. Ngon không? Hả? Nước nóng chưa? Nóng rồi đấy. Nóng rửa được đấy, hay rửa thoải mái rồi. Chọn lấy cái miếng nào nó sắp đứt đấy. Nọ sợ mình. Đây chiều mình này ấy quá nhỉ. Miếng nó héo héo tí ăn nó ngon. Đấy miếng này ngon này. Hai miếng nào cũng được. Miếng này là mấy lấy 2-3 miếng. Miếng nào cũng được, lấy miếng nào ngon ngon thì lấy. Thì miếng này nhá. Ừ, miếng nào cũng được. Miếng
Rửa lấy phải đun nước nóng rửa các bạn ạ, rửa nước nóng nó mới bóng ra nó mới sạch, nước lã sợ nó không sạch ấy. Cho vào dưới luôn nhé. Ừ, để xuống dưới luôn, rửa. Ấy à, lấy củi à? Hai đại ca lấy củi à? Thằng Tuấn lớn thế mà lấy được một tí, thôi em nhài. Mẹ bảo lấy 6 cái. Lấy bao nhiêu cái? Mẹ bảo lấy bao nhiêu cái? Lấy 5 cái thôi. 5 cái. 1 cái, 2, 5 cái, 6 cái. Được 6 cái rồi. Mẹ bảo lấy 5 cái thôi. Còn lấy cái lấy không được nhiều như em nhài. Lấy vào đi, lấy vào nhà đi. Để vào nhà mới được chứ. Cao quá. Cao quá. Làm thử. Có để xuống đi. Kéo cây ở nhà. Để xuống cho mẹ nha, mẹ rửa nha. Con ở đây thì nó mẹ không đi đun mà nhá. Ờ. No. Hết chưa? Miếng này là miếng ba chỉ ấy. Tí nữa mình sẽ lấy về cùng ấy thì có cái hành củ mình lấy về phi các bạn này. Hành củ, à lấy tỏi nữa nhưng mà tí mình sẽ đi lấy tỏi sau. Có hành tây ấy, thì lấy xuống cùng cho nó ngon. Nó ngon. Đây là măng khô đây này các bạn này, cái măng khô vừa nãy vừa rửa ra. Cái hành củ với cả cái tỏi là mình lấy về phi các bạn ạ. Thằng nào đấy? Vừa đi đâu về đấy? Vừa đi đâu về đấy? Xuống Ngọc ơi! Ơi! Em tính đổ cái rửa mắt xuống nhài. Đổ nước rửa mắt xuống nhài? Tuấn hư lắm phải không? Hả? À. Cái gì đấy? Cái gì đấy? Bóng bay à? Bố xem bóng bay là bóng bay nào? Ngứa hay là sao đấy? Hả? À? Ngứa? Ngứa đâu? Ngứa đâu? Ngứa đâu? Xem nào? Xem nào? Thôi thôi bóng bay thôi theo thôi bộ thôi bóng theo này ui dù ui dù ui dù ui dù ui dù thôi bóng theo này thôi quay 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 đây bóng theo chứ ui dù ui dù ui dù to hơn đâu đâu ui dù to đâu nhảy to thế nhỉ đâu xem tôm nào xem tôm nào ui dù ui dù ui dù ui dù ui dù ôi xuống đường rồi đâu ấy ăn tôm vào ra rồi xuống đâu à xuống đường rồi à sao thấy chưa cô thấy không đâu chỗ nào xuống dưới này rồi à đâu đâu xem nào cái nó già thì mình lấy về nâng nhịp xương còn cái non mình lấy về xào. Cái này mình măng thì mình sẽ lấy về mình trộn qua một ít cái thịt dầu các bạn ạ, cho nó ngấm vào cho nó ngon. Thịt dầu với ít hạt tiêu ấy, cho nó thơm. Mình trộn vào mình ngâm luôn, à mình ướp luôn. Ướp một lúc xong mình xào thịt, bao giờ thịt gần xào một lúc xong cái lấy này xuống là vừa. Cái này là mình làm mình ăn đấy nha các bạn nha, chứ không phải là mình hướng dẫn các bạn làm nha. Bạn nào qua tham khảo được thì tham khảo nha. Còn các bạn nào có canh nào hay hơn, ngon hơn thì cho vợ chồng mình học hỏi thêm nhá. À, hướng dẫn cách làm kiểu phải như này như nọ nhá. Ít ít thôi, không nhiều quá cay. Cái gì đấy? Gì đấy? Hả? Bóng bay phải không? Bóng bay, thổi bố xem nào. Bóng bay. Bóng bay, bóng bay, bóng bay. Ui dồi, ui dồi, ui dồi. Đâu?
thì là gieo khô hết rồi, nó khô ngoài hết rồi, nó chưa quắt vào thôi. Chỗ này cái chỗ nào nạc nó đỏ. Cái dây thì mình buộc vào cái dây lạt này các bạn này, cái dây lạt này là cái dây mình để mình gói bánh chưng ấy, gói bánh chưng hôm 28 Tết ấy. Nó còn thừa các bạn ạ, đây là mình lấy về mình treo thịt luôn. Bị mình xào đấy, xào thịt đấy, không biết không xào thịt đấy. Cái gì? Ờ, rửa tay rồi Marie không chuẩn bị thưởng thức. Nó lên, ở nhà chứ. Cái này mình xào bằng mỡ đấy các bạn ạ, mỡ lợn. Nhà mình cũng có ăn dầu nhưng mà ít ít khi ăn lắm, toàn ăn mỡ nhiều lắm. Cái này là mỡ gà từ hồi Tết này, mỡ gà trộn với mỡ lợn. Phi hành với tỏi trước. Mình hơi ít măng sao nhỉ? Hơi nhiều thì cho thêm ít măng. Cho thêm ít măng được rồi. Biết được cho thêm. Vẫn còn. Còn nó bình thường nhiều. Cho thêm ít nữa nhỉ? Đấy. Còn nó mình cái này mình ấy rồi, mình ngâm muối rồi, tí quên, chắc chỉ cho mình chín thôi, tại vì cái thịt này mình ướp muối các bạn ạ, ướp muối không cho xuống nữa, tí mình chấm thôi, nhà thì mình chấm thôi, thịt này thịt ướp muối rồi, măng mình lại ướp thịt dầu nữa rồi, đâu đúng rồi thịt dầu nhưng mình cho ít rồi nó ngọt ngọt cái măng thôi, còn... thổi bớt thế nào, thổi đi thổi to vào. Thổi to vào, to vào, to vào, to vào. Rửa tay chưa, rửa tay chưa? Rửa sạch chưa? Vẫn rửa tay chưa? Rửa tay chuẩn bị che ăn. Cho ai đưa xuống chưa Nhung? Cho hành. Ừ, hành tây, cho đi. Xào, xào khá lâu rồi đấy, sau chưa mì chín xuống là được. Tại cái thịt đấy là cho nhạt nhạt thôi. Mình rửa nhưng mà cho nó nhạt nhạt. Cho mì chính này các bạn này. Đó, để cái nồi này thôi, để cả chảo ăn non. Rồi, ngồi xung quanh chiến. Ăn cả chảo này luôn các bạn ạ. Mình không đơn giản nữa, để cho bọn trẻ này nó ăn luôn. Ăn chảo hết á. Ừ, ăn cả chảo này hết nhá, phải ăn được cả chảo này hết mới được ăn. Còn không là không được ăn. Được không? Cắt xe đi, cắt xe đi. Cắt xe chỉ bị ăn đi. Đi cắt xe. Chạy đi cắt xe. Ừ, đây ghế ạ. Nó, cầm ăn đi, cầm đũa đi, cầm đũa đi. Con mời các bác. Con mời các bác đi nhanh lên. Con mời các ăn thôi. Nhìn khá hấp dẫn đấy các bạn, nhìn ngon phết đấy. Con mời các bác. Không biết ăn con ra gì không thôi. Cái đây là cái măng hơi dai. Thịt đúng không? Mời các bác chưa? Rồi không lấy nữa, lấy mấy khác. Con mời các bác được chưa? Ừ. Ăn đi con. Để cơm miếng cơm của nhà. Úi dồi, úi dồi, ngon thế nhỉ? Ăn ăn đi bố thế nào? Nóng không? Thế nào?
Được. Thế nào? Ngon à? Nóng quá. Để chị ăn thịt nào. Có sao bập bênh ấy nhỉ? Trời cái nồi. Mồi đợt. Em mời cả nhà nhá. Cái này. Thằng tôi mời cả nhà đi. Thằng tôi mời cả nhà đi. Chim 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 chim. Ăn vừa muối mà, ăn vừa vừa mặn nhưng em cứ tưởng là mặn nhưng mà không mặn. Tuấn ăn đi, ăn ra ăn đi con. Không thể ăn đâu phải không? Có thì sao không thể ăn? Thằng tôm. Nhẹ 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 nhẹ. Thằng tôm ạ. Tôm à, mình sẽ thử một miếng nhá. Mời các bạn nhá. Măng à? Măng ngon mà, mềm. Miếng thịt này nhìn nó ấy nhỉ, ướp này nhìn nó đỏ đỏ miếng thịt ra nhìn ngon hết. Nóng quá tôi. Chị nhà ăn miếng bé. Ăn đi. Thôi được rồi. Ăn cây này. Ăn thử được ra. Ừ. Thì nếu ướp muối thì lúc mình chăm mình rửa lên rồi bây giờ mình lại rửa lại nó không mặn đâu mà. Không mặn đâu. Cũng nhạt nhạt hơi nhạt nhạt đấy. Vâng. Ngon không nhai? Tôm ăn thế nào, ăn bố thế nào? Lại nhẹ đấy. Tôm nhẹ vào. Ăn miếng bé nha. Tôm không nhai được. Măng ngon đấy. Măng mềm phết. Không. Dính răng à? Hả? Dính răng. Nhà không dính răng. Tuấn không ăn thua. Tuấn nhà ăn không dính răng đâu à? Nhà không dính đâu phải không? Tuấn toàn dính răng. Mẹ lên miếng cho Tuấn làm, cho ăn miếng ăn nào. Ăn tạt thịt nạc chứ chả dính răng. Tùng mới gặp đũa. Cầm cho Tùng nha. Thôi có lẽ mình xin khép clip ở đây nha các bạn nhé. Nếu các bạn thấy video hay và bổ ích thì hãy cho mình một like, một chia sẻ và ấn đăng ký kênh để ủng hộ vợ chồng mình nhé. Để vợ chồng mình có động lực làm video hay nhất phục vụ cho các bạn xem nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye nào, bye bye, chào các bác đi. Bye bye các bác. Con là các bác. Các bác.